Vâng, em thanh lý luôn cái con Onkyo này nhé. Đây. Cái con này thì đây, mọi thứ là còn rất ok luôn. Mạch mic của nó mới tuyền, rất là mới. Rất mới luôn nhé. Con này em cũng vừa bỏ ra. Thì không biết là vì cái nguyên nhân gì mà nó vẫn lên điện này, vẫn lên điện bình thường. Không biết là do CD, do cái volume hay do cái gì mà đây em bạn đây. Đấy. Nó lúc có tiếng lúc không đấy, quý thấy không? Đấy. Có tiếng lúc không, có thể là do volume bẩn hay cái gì đấy thì hoặc có thể là volume mà đang bị hỏng hay bị làm sao đấy thì quý vị về anh em thợ về tự mang đi mọi người về chế volume hoặc là làm gì thì làm nhá. Đấy con này thì em bán cho quý vị về này, chế volume hoặc là về có thể là quý vị sửa cái phần CD này đi, chúng quý vị bán làm CD rời cho mọi người về nghe nhạc nhá. Này. Thì con này em bán bình thường ra nếu như nó chạy cả volume nhá, nếu như bình thường ra mà nó tiếng này bình thường thì chưa có CD chạy nhá, em bán là khoảng tầm 750 nhá. Mà thôi con này thì đấy em để cho quý vị giá là 490.000 đồng, quý vị về xem lại cái volume này với lại thích thì có thể là lau lại cái mắt này để cho nó độc đĩa rồi là làm CD rời ngoài cũng được nhá. Vâng, em xin kết thúc video đây và xin được gặp lại quý vị ở trong những video tiếp bên em. Mọi thông tin chi tiết quý vị liên hệ 0966 594 81 giúp em nhé. Vâng, con này thì đấy, hàng về là còn nguyên tất cả mọi thứ nhé. Không vấn đề gì cả. Đấy. Này nhá, hàng nguyên luôn. Biết bao nhé. Ok nhá. Em xin chào quý vị và xin gặp lại mọi người ở trong những video tiếp bên em.